Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Mới đây, tài khoản chính thức của Hội viện Hội Triệu Lô Từ đã đăng tải lên Weibo bài viết với chỉ một dòng chữ Triệu Lô Từ Độc Thần. Ngay lập tức, từ khóa phía triệu lộ tư phủ nhận hẹn hò đã được lên vị trí thứ 5 trong bảng tìm kiếm. Được biết trước đó, triệu lộ tư từng vướng vô số tin đồn hẹn hò, đi du lịch, thậm chí là gặp mặt phụ huynh đẹp bàn chuyện cưới hỏi với Dương Dương. Chính điều này đã làm cho dư luận xứ chung xôn xao suốt nhiều ngày qua. Bài đăng lần này của phía nữ diễn viên như ngơm ám chỉ chuyện hẹn hò với đàn anh là không có thật. Hiện tại, người đẹp vẫn còn đang độc thần. Từ cuối năm 2021, Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã hợp tác trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Những hình ảnh hai diễn viên thân thiết trên trường quay như cười đùa hay che nắng cho nhau đã khiến không ít khán giả hoài nghi về mối quan hệ của cặp đôi. Tiếp theo sau đó, vào ngày mùng 1 âm lịch, mạng xã hội dưới trung lan truyền thông tin Dương Dương và Triệu Lộ Tư hẹn hò tại Tam Á. Hai người thậm chí còn được cho là đã dẫn theo hai bên gia đình trong chuyến du lịch này. Mới đây trên mạng xã hội, Triệu Lộ Tư đã lan truyền những hình ảnh của nữ diễn viên trong buổi livestream. Theo đó, nhan sắc ngon ngào trong trèo của mỹ nhân Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã làm cho mọi người hâm mộ không thể rời mắt. Trong lần xuất hiện này, Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy trắng khoét cổ, tay bồng cực kỳ thanh lịch. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc xoăn nhẹ cùng với lối trang điểm tự nhiên mà vẫn làm nổi bật vẻ ngon ngào. Nụ cười tươi tắn mang thương hiệu của tiểu triều lệ dĩnh luôn làm trái tim người xem phải sốn sàng. Chỉ mới đầu năm, vậy nhưng Triều Lô Tư đã liên tục bỏ túi nhiều thương vụ với những nhãn hàng mỹ phẩm đình đám. Bằng khuôn mặt đáng yêu cùng với độ nổi tiếng của mình, người đẹp rất được lòng khán giả cũng như các nhà sản xuất. Trong năm 2022, người hâm mộ đang rất chờ đợi bộ phim Thả Thí Thiên Hạ mà cô hợp tác với nam thần Dương Dương. Cũng bởi những cảnh quay lãng mạn trên màn ảnh mà nữ thần xuyên không bị dính nghi án hẹn hò với đàn anh của mình. Trang Suhu đưa tin, Tối ngày 7 tháng 3, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời tham dự sự kiện livestream quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Sự hiện diện của cô nàng gây chú ý khi mới đây, phía triệu lô tư lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Dương Dương, đập tan mối nghi vấn hai người đẹp đình đám là tình địch của nhau. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của Nhiệt Ba đều nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen. Xuất hiện tại sự kiện live stream, Nhiệt Ba khiến người hâm mộ chăm trồ với hình ảnh vừa quyến rũ vừa ngon ngào diện chiếc váy khoe khéo bờ vai mạnh mày cùng với đôi gò bồng đào lấp ló nàng mỹ nhân tân cương khoe vì rùa nữ thần khiến hội chị em phải ghen tị đỏ mắt lần đầu lộ diện sau khi tinh địch triệu lô tư tuyên bố độc thần tâm trạng của nhiệt bà càng gây chú ý cô nàng liên tục nở nụ cười trò chuyện vui vẻ với mc chương trình có thể thấy nhiệt bà khá thoải mái giữa báo tin đồn tình ái bổ vầy suốt thời gian qua Bên cạnh đó, bộ ảnh phòng làm việc chụp nhiệt ba tại hội trường sự kiện khiến dân tình không thể nào rời mắt. Luôn chỉnh chu trong từng khu hình, người đẹp tam sinh tam thế biến những bộ ảnh chụp tạo hình sự kiện đẹp xuất sắc như ảnh chụp tạp chí. Vào sáng ngày 8 tháng 3, gây sốt nhân mạng sau Weibo chính là lễ khai máy dự án phim Công tố tình ảnh có sự góp mặt của địch lệ nhiệt bà. Đây cũng là đoàn phim đầu tiên của địch lệ nhiệt bà trong năm 2022 sau khi có khoảng thời gian nghỉ ngơi từ cuối năm ngoái. Vân Như bao buổi khai máy phim khác, nhan sắc kinh diễm chấp cao quần áo thô kịch của địch lệ nhiệt ba đang được netizen chia sẻ chóng mặt. Ngoài ra, đây cũng là một trong những lần xuất hiện đầu tiên của địch lệ nhiệt ba sau khi liên tục bị giéo gọi vào drama tình ái của Triệu Lô Tư, Dương Dương vừa qua. Cũng tham gia phim truyền hình, vậy nhưng địch lệ nhiệt ba trông vô cùng thoải mái, còn được nhất phiền và trở thành tâm điểm của ekip và giới truyền thông điều này chứng tỏ quyền lực và vị thế của mỹ nhân tân cường chỉ x trong giới khác hẳn với lần rụt rè im lặng của triệu lô tươi trên phim trường hậu lãng vừa qua công tố tình anh là dự án phim thuộc về đề tài chính kịch xã hội tập trung khai thác hành trình phát triển của các luật sư đại tài đây là dự án giúp địch Lệ nhiệt ba lột xác khỏi hình tượng thường thấy dần tiến vào giới chủ lưu đầy béo bò của cbiz. ngoài địch Lệ nhiệt ba phim còn có sự tham gia của sản diễn viên tiền bối cực kỳ hot như đồng đại vĩ tường hân diêu thần Chúng mình sẽ biết, nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.